Ga Đà Lạt là nhà ga xe lửa duy nhất ở Tây Nguyên, được coi là nhà ga xe lửa cổ đẹp nhất Việt Nam và Đông Dương. Công trình kiến trúc cổ độc đáo này được lấy cảm hứng thiết kế từ núi Lang Biang huyền thoại và mái nhà rồng Tây Nguyên truyền thống. Ga Đà Lạt được xây dựng từ năm 1932 đến năm 1938, nằm trong tuyến đường sắt Tháp Chàm Đà Lạt, kết nối thành phố Cao Nguyên với Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Tuyến đường sắt này dài 84 km, độ trên cao toàn tuyến là 1.500 m, được khởi công từ năm 1908 theo lệnh của toàn quyền Đông Dương Paul Dahmer. Năm 1932, tuyến đường hoàn thành cũng là thời điểm xây dựng ga Đà Lạt. Toàn tuyến có 12 nhà ga, 5 hầm chui, là một tuyến đường sắt đặc biệt bởi có 16 km đường sắt răng cưa leo dốc với độ dốc trung bình 12%. Khi ấy đường sắt và đầu máy có bánh xe răng cưa chỉ có ở Thụy Sĩ và Việt Nam. Nhà ga Đà Lạt được thiết kế bởi hai kiến trúc sư người Pháp là Monset và Reveron với kiến trúc đậm tính bản địa. Cấu trúc công trình mạch lạc, khoa học, song hình thức rất tinh tế. Công trình có bố cục đối xứng với khối kiến trúc ở giữa mô phỏng ba đỉnh của núi Lang Biang và những mái nhà rồng Tây Nguyên. Hai bên là hai khối kiến trúc trải dày. Chính giữa công trình, bên ngoài, dưới mái có mặt đồng hồ to ghi lại thời gian bác sĩ Alexandre Dershin phát hiện ra Đà Lạt. Ở khối giữa, phía trước có hai sảnh, một dành cho hành khách và một là sảnh hàng hóa. Giữa hai lối đi này là nơi chờ tàu. Khối kiến trúc giữa này chỉ có một tầng với không gian rộng và chiều cao lên tới mái. Về tổng thể, kiến trúc công trình hài hòa với thiên nhiên và là một điểm nhấn đô thị độc đáo. Ga Đà Lạt được xây dựng trên mảnh đất rộng và sử dụng tông màu đỏ cam làm màu chủ đạo, là thành quả mỹ mãn của sự kết hợp lần đầu tiên giữa lối kiến trúc phương Tây cùng kiến trúc nhà rồng Tây Nguyên truyền thống. Năm 2001, Ga Đà Lạt được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Mới đây, ngày 20 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã có quyết định công nhận điểm du lịch ga đường sắt Đà Lạt do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam quản lý. Với những giá trị văn hóa lịch sử và kiến trúc độc đáo có 102 ở Đông Dương, ga Đà Lạt là một điểm đến không thể bỏ qua của nhiều du khách khi đến với thành phố đồi núi mộng mơ.